Dạ nhá, mỗi cha với mấy thầy mấy gì đi tu là trốn việc quan, đi ở nhà chùa là đi tu là cõi phúc, tình là dây oan à. Đi xây dựng nhân hình đẹp, không đẹp thì chả tội gì mà đi. Nhưng mà cái đấy nó đòi hỏi mà hy sinh cho nhau, sống vì nhau, đồng thời chấp nhận những hạn chế của nhau. Chúa cùng anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu gọi đám đông cùng các môn đệ lại, người nói với họ rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Đó là lời Chúa. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Kính thưa toàn thể cộng đoàn và kính thưa quý khách, với người Công giáo, câu kinh thánh này chúng ta đều biết hết. Nhưng với anh chị em bên tôn giáo bạn hoặc những người là người Công giáo nhưng ít đi thờ, ít đi lễ, thì câu kinh thánh này quả là một điều rất khó hiểu. Ai muốn theo thầy, tức là theo Đức Giêsu trên thập giá kia, ông ấy, thì phải từ bỏ chính mình và vác cái cây thập giá như ông ấy mà theo ông ấy. Nghe nó kinh khủng. Vậy thì ai là người dám theo ông Giêsu đấy? Vậy mà trên thế giới này có hàng tỷ tỷ người đã chấp nhận cái việc vác thập giá đó. Nên khi nghe bài tin mừng này, nhiều người thắc mắc tại sao lại chọn bài tin mừng này trong lễ cưới chứ. Nếu mà thắc mắc vậy thì tôi mừng lắm đó, chỉ sợ nghe không thắc mắc gì thôi. Thì nếu có thắc mắc là tốt. Phải đọc vào lễ truyền chức hay lễ khấn mới đúng nhá. Ai muốn theo Chúa là môn đệ Chúa mà. Nhưng mà xin hỏi, ai nói đoạn tin mừng này chỉ dành cho người đi tu? Có chỗ nào Chúa nói ai muốn đi tu thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày không? Hôm nay Chúa nói với môn đệ và nói với dân chúng Do Thái thời đó. Và Chúa dùng chữ ai, nghĩa là tất cả mọi người. Ai muốn theo Chúa, muốn hạnh phúc đích thực. Trên đời này hạnh phúc thì có nhiều quan niệm về hạnh phúc khác nhau. Nhưng chúng ta muốn nói đến hạnh phúc đích thực, muốn có hạnh phúc đích thực thì phải tuân theo cái điều kiện trên. Chắc cũng có nhiều người nghĩ Chúa đòi hỏi người ta quá đáng, vừa phải từ bỏ mình, vừa lại vác thập giá, ai mà theo được. Nhưng mà như tôi nói, có hàng tỷ tỷ người nữa nhá. Hiện nay số người Kitô hữu trên thế giới trên 2 tỷ, nghĩa là
chiếm 1/3 dân số thế giới. Chúng ta biết là Chúa tạo dựng và cứu chuộc con người để họ được hạnh phúc. Bài đọc 1. Cô dâu đã đọc hôm nay: Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc mà. Giống hình Chúa mà sống giống hình ảnh Chúa là được hạnh phúc. Vì Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc. Chúa không muốn ai phải khổ cực, bị đọa đày. Chúa không đòi hỏi ai quá đáng. Ngài chỉ muốn con người được hạnh phúc thôi. Khi đưa ra đề nghị này, hẳn là Chúa có lý của Ngài. Chúa muốn con người hạnh phúc khi thực hiện điều Ngài dạy. Nghĩa là nếu không từ bỏ chính mình, không vác thập giá theo Chúa mỗi ngày, đặc biệt trong đời sống hôn nhân gia đình, thì không có hạnh phúc đâu. Tôi cam đoan điều đó. Cam đoan điều đó. Vậy từ bỏ chính mình là gì? Và vác thập giá mình mà theo Chúa nghĩa là làm sao? Chúng ta trả lời hai câu hỏi đó. Một, từ bỏ chính mình là gì? Dạ thưa, từ bỏ chính mình là từ bỏ cái tôi ích kỷ của mình. Tôi ích kỷ lắm đấy. Kiêu căng, tội lỗi, chỉ nghĩ đến mình và lợi ích của mình và bắt người khác phải phục vụ mình. Chúng ta đang theo dõi xít sao cái vụ án chuyến bay giải cứu. Người ta chỉ nghĩ đến mình, người ta phớt lờ cái nỗi đau của nhân dân, của những người bị vướng mắc Covid ở nước ngoài. Mà đến nỗi cái bài chế của hai cái anh công nhân ấy, anh nói là ăn trên xương máu đồng bào ta. Nghĩa là nó bắt mọi người phải phục vụ nó, nhưng cái giá phải trả. Anh chị em nghe cái bài đấy, tôi thích bài lắm. Mặc dù là bài hát chế nhưng tôi thích lắm. Tất nhiên là họ trả giá ở đời này, nhưng mà đặc biệt trả giá đời sau nó mới quan trọng. Còn bây giờ ấy, người ta vẫn thể chối tội, người ta vẫn thể chống tội, và người ta có thể tìm mọi cách để thoát tội. Nhưng với tòa án lương tâm và với lưới trời lồng lộng, không ai có thể tránh được. Đó là cái người không dám từ bỏ. Hoặc bỏ xì ke ma túy, bỏ chửi tục, bỏ nói bệnh, hiềm khích, gian tham, chua ngoa đanh đá cá cày. Bỏ được cái đấy. Đấy là bỏ. Các bác cứ thử bỏ xem. Mọi người quý ngay. Bà nào mà chồng bỏ chồng chê, cứ bỏ nói tục rồi chồng mê ngay liền. Để sống làm gì? Sống hiền lành, khiêm tốn, tế nhị, hy sinh cho nhau, để sống yêu thương nhau, để sống đúng với căn tính ơn gọi của mình là giống hình ảnh Thiên Chúa. Mình đi làm méo mó hình ảnh Thiên Chúa. Khi mình sống tội lỗi ích kỷ là méo mó hình ảnh đó. Bài đọc một hôm nay đề cập, nếu chúng ta sống đúng hình ảnh Thiên Chúa, chúng ta sẽ hạnh phúc, bỏ được những thứ tiêu cực và sống tích cực, kính sợ Chúa, vừa tốt đẹp nhẹ nhõm cho cả mình và cho người xung quanh, vừa được hưởng phúc lộc của Chúa như Thánh Vịnh 127 mà ca đoàn vừa hát. Phúc lộc cho người biết tôn sợ Chúa, phúc lộc cho người sống theo đường lối, công phúc tay người làm ra sẽ an lòng, bao nhiêu hạnh vận và phúc lộc dư tràn. Nếu chúng ta biết tôn kính, tôn trọng, tôn sợ và tôn thờ đấng tối cao, chúng ta sẽ không làm gì mờ ám với lương tâm. Sống ích kỷ, chúng ta sẽ hạnh phúc. Vậy thì đấy là từ bỏ. Còn vác thập giá là vác cái gì? Có phải vác cây thánh giá như Chúa Giêsu vác ngày thứ sáu không? Không, chả có ai vác. Và giả sử có người vác như ở Philippines ngày thứ sáu tuần thánh ấy, là họ tuyển một người mà phải được tổng thống chấp nhận để mà đóng giả Chúa Giêsu vác cây thập giá đi dọc đường quân giữ nó đánh. Nhưng mà đánh không phải là đánh thật đâu. Mấy ông ở sạt đấy,
ông cũng làm cái đấy. Bảo đánh tôi thấy đánh kỳ quá. Bảo không, thưa Đức cha, nó đeo mo đằng sau này, mông nó đeo mo, lưng nó đeo mo, mà nó cầm gậy nó quật là quật kỉnh lắm, nhưng mà toàn vào cái mo thôi, người không việc gì. Rồi đóng đinh trên đấy một cái là phải đưa đi cấp cứu ngay, chứ không đóng đinh lâu, không vác lâu được đâu. Vậy vác thập giá là gì? Thưa, là nhiệm vụ và công việc của mỗi người. Ai cũng có thập giá, là nhiệm vụ công việc mỗi người mà. Thập giá của Quý Cha là công việc mục vụ coi sóc giáo dân. Thập giá của tôi là phục vụ quý cụ ông bà và anh chị em trong giáo phận Thái Bình này. Thập giá của học sinh là học tập, con ạ. Thập giá của con là học tập. Của lễ con dâng là vâng lời cha mẹ của cha mà, của con mà. Của lễ con dâng là chăm ngoan học hành ghi chép, đúng không? Trong hột nhiên thật thà, đúng không? Trong tình yêu ngoan hiền xin Chúa nhận của lễ con dâng. Đó là thập giá. Rồi, thế thập giá đời sống hôn nhân và gia đình đình là cái gì? Thưa, là công việc vợ chồng phục vụ nhau, đưa cho nhau cái tăm cũng là thập giá, rót cho nhau cốc nước cũng là thập giá, giặt cho nhau bộ quần áo cũng là thập giá, thổi cho nhau nồi cơm, chồng mà đau đầu đôn cho nó một nồi nước sông cũng là thập giá, đi ra ngoài kia mua thuốc cho nó cũng là thập giá. Nhưng làm sao thập giá để biến thành thánh giá? Thế thì nếu như mà trong đời sống hôn nhân, những người làm vợ làm chồng phục vụ nhau trong tình yêu thì thập giá trở thành thánh giá. À, bài đọc 1 hôm nay nói như này: vợ phải phục tùng chồng, tức là phục vụ yêu thương chồng mình, và chồng lại phải yêu thương vợ. Chứ bắt mỗi vợ nó phục tùng chồng, chồng này cứ ngồi bắt chân chú ngũ ấy, mày phục vụ tao tôi không. Có cái vế thứ hai là chồng phải yêu thương vợ, quan tâm đến vợ, như bài đọc 2 mà chúng ta nghe. Như vậy vợ chồng phục vụ lẫn nhau trong sự kính sợ Đức Kitô, quan tâm chăm sóc nhau nghĩa là quan tâm trong tình yêu thương, chăm sóc nhau trong tình yêu thương nghĩa là làm việc vui tươi phấn khởi, thì thập giá sẽ trở thành thánh giá. Chả đố mấy bạn nhỏ hát được bài hát này đấy, có biết bài hát này không? Mấy nhỏ dẫn cô dâu chú rể kia: khi con giang tay con giống như cây thập giá, biết bài không? Khi con yêu thương thập giá bông như nở hoa, khi yêu thương thì thập giá sẽ nở hoa. Còn nếu ngược lại, cũng chăm sóc nhau, cũng thổi cơm nấu nước giặt giũ cho nhau, nhưng làm với thái độ bực tức hậm hịch. Tôi có phải ôi xin đâu mà, tôi phải ôi xin cho nhà này đâu mà, cứ phải làm cái công việc ấy. Làm vậy là biến thập giá trở thành khổ giá. Các bác cứ thử nghĩ xem có đúng không. Nếu mà thổi cơm là cứ bệnh bậm bịch, còn hai tay ba bếp mồ hôi nhễ nhãi nhưng vẫn hát bài chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, thì là tuyệt vời, biến thập giá thành thánh giá, chứ nếu không là thành khổ giá. Nên hãy cố gắng làm việc và chăm sóc nhau thành thánh giá, nghĩa là đem lại hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. Hay nói cách khác, vợ chồng giúp nhau nên thánh. Rất nhiều ông thánh bà thánh là người giáo dân. Đức Thánh Cha kỳ này phong thánh rất nhiều cho các ông thánh bà thánh là phó thường dân, chứ không phải mấy ông mấy bà đi tu, mấy cha mấy thầy đi tu không phải, nhưng mà là mấy ông mấy bà. Vậy thì hai con minh thường và Thanh Thanh thân mến, đời sống hôn nhân gia đình rất đẹp, rất quý, rất đáng trân trọng. Nếu không đẹp, không quý, không trân trọng thì những người ở đây là dại hết à. Chả nhẽ mỗi cha với mấy thầy mấy gì đi tu là trốn việc quan, đi ở nhà chùa là đi tu là cõi phúc, tình là dây oan à. Đi xây dựng những người là đẹp, không đẹp thì chả tội gì mà đi. Nhưng mà cái đấy nó đòi hỏi mà hy sinh cho nhau, sống vì nhau, đồng thời chấp nhận những hạn chế của nhau.
Chắc chắn con ạ. Nhân vô thập toàn, thưởng có hạn chế của thưởng, thanh có hạn chế của thanh, thanh thanh thì thanh thanh chứ vẫn hạn chế. Thế nào có khuyết điểm cứ về nhau một thời gian nhé, không có chắc cứ đi đầu ngược luôn. Đó. Mà các thanh cũng phát hiện ra những cái điểm chưa tốt, chưa được ở nơi anh thưởng. Không phải đừng có mộng tưởng về rằng chồng tôi nói thế này cũng rồi. Mấy cô xem phim Hàn Quốc ở. Rồi ôi, em có một cô xem phim Hàn Quốc lãng mạn lắm. Thế là hôm ấy với chồng ấy đi vắng. Thế là cô ấy lên trên sân thượng, cô ấy nằm. Với ước mong rằng chồng về không thấy mình đâu, sẽ nhớn nhác đi tìm. Thế là cứ nằm trên sân thượng, không xuống. Anh chồng đi tìm bực bội, lục soát khắp nơi, không thấy. Trèo lên sân thượng, thấy vợ mình. Cô ấy nghĩ là thế nào anh cũng cúi xuống, anh ấy tức là kít đó. Rồi sau đó anh bế mình rồi anh đặt vào trong giường. Thằng kia nó đá lại, dậy ngay. Con gái con đứa nằm ở trên sân thượng thế này mà không biết xấu hổ à? Rồi ôi, nó thất vọng ê chề, nó buồn cực kỳ luôn. Đừng ảo tưởng hôn nhân nó không phải thế đâu, thực tế đi. Rồi chấp nhận nhau, hạn chế. Nếu không bỏ được cái tôi ích kỷ, lúc nào cứ nghĩ đến lợi ích của mình, bắt người khác phục tùng, chiêu chuộng mình thì sẽ rất bất hạnh. Nhưng nếu lúc nào cũng nghĩ mình phải là người đem hạnh phúc cho chồng hoặc cho vợ trong tình yêu Chúa thì chắc chắn sẽ hạnh phúc. Đừng bắt người khác phải hoàn hảo, phải sống theo khuôn mẫu mà mình đặt ra, vì trên đời này không ai hoàn hảo. Cha Mikae Phạm Văn Hồng chia sẻ trên YouTube về người vợ lý tưởng. Các ông chồng, các ông đàn ông thích người vợ lý tưởng, ai chả thích? Ai chả thích lấy người vợ lý tưởng? Thế thì các ông chồng, ông ấy ra, có một ông ấy ra tiêu chuẩn thế này: phải đẹp gái, không kiêu tra, không kiêu sa, thích ở nhà lo nội trợ, không cắc cớ chửi chồng con, không phấn son, không nhiều chuyện là chết. Con gái mà không phấn son là căng đấy, nhà không phải có những ông này: không phấn son, không nhiều chuyện, không hà tiện, không càm ràm, phải siêng năng, không lười biếng, nói nhỏ tiếng, biết chiều chồng. Được, nói nhỏ tiếng biết chiều chồng thì được. Giỏi nữ công và gia chánh, biết làm bánh nấu ăn ngon. Ai, biết dạy con ứng xử tốt, không quá dốt, đừng quá khôn. Sợ nó khôn, nó khôn nên mình tiền mình giấu ở đâu nó cũng moi ra được. Chết giả, gửi gầm giày nó cũng moi ra được hết cơ. Ai, không ôm đồm, đừng ủy mị, không thiên vị, không cầu kỳ, không quá gầy, đừng quá béo. Không quá gầy, đừng quá béo. Thanh thanh là cái không quá gầy mà không quá béo. Không lì lợm, không chanh chua, không xe xua, không bẻ mép, không bép xếp, không phàn nàn. Đọc đến đây bỗng ở dưới có một bà nói vọng lên rất to: không có đâu, đừng có kiếm. Có đâu, không có. Làm gì có ai hoàn hảo như vậy. Chàng trai nào mà cứ đòi hỏi như vậy thì chỉ có hát kinh kỳ rí ế cả đời. Ông có thuộc kinh kỳ rí ế không? Kỳ rí ế 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 lê y so. Ngày xưa hát kinh kỳ rí ế đấy, 17 chữ ế cơ, chả ít đâu. Và không hoàn hảo và cuộc sống rất có thể dễ va chạm, nên phải có tình yêu, mà phải tích trữ tình yêu, mà phải vun nắp tình yêu cơ. Chỉ có yêu với khỏa lấp được những khuyết điểm, những thiếu sót thôi. Và cuộc sống có va chạm như thế, bất toàn như vậy, nên thế nào cũng có lúc nó gặp gọi là chiến tranh lạnh. Có biết chiến tranh lạnh không? Giận nhau ấy, chiến tranh lạnh. Thế nào cũng có lúc giận nhau thì cố gắng để chủ động làm hòa với nhau. Có nhiều cách làm hòa lắm. Ở thôn quê chúng tôi đầy đa số người thôn quê, các bá thôn quê có biết ngày xưa đi gặt không vậy? Cái mùa này đi gặt đấy, đi gặt không? Hai anh chị này giận nhau, đến một tuần chiến tranh lạnh, không ai nói với ai, không biết giận nhau cái gì. Nhưng muốn làm hòa lắm mà chưa có cơ hội. Hôm ấy chị này ra đồng đi gặt lúa,
gặt lúa thế nào như mọi ngày thì rủ chồng đi cùng, nhưng mà đang chiến tranh lạnh nên là lẳng lặng đi một mình chứ không rủ chồng đi. Ra ngoài ruộng gặt, ra ngoài ruộng thì đi một mình nhưng chỉ mong anh chồng nó đi đằng sau, nó theo ra nó gặt cùng thôi. Anh chồng thì làm cao ở nhà, thế là cứ ở nhà rung đùi thôi. Nhưng chẳng may chị này ra đến ngoài đồng quên cái liềm, quên cái liềm ở nhà. Anh chồng với trông thấy chị này để liềm ở nhà, chắc chắn là sẽ trở về tìm liềm. Anh ta giấu ở một chỗ. Chị này về cứ đi tìm, muốn hỏi mà ngại không dám hỏi. Về sau mới tự động nói ra, không biết cái liềm của mình để đây mà nó đâu rồi nhỉ. Anh chồng bảo đây. Chị kia bảo đâu. Anh nào bảo đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội. Thế là cô vợ buồn cười quá, hai vợ chồng cười với nhau, bảo thật chứ đây, cái liềm nó đây. Thế là hai vợ chồng bắt tay nhau và cùng nhau đi gặt. Rất vui, hôm đấy gặt vừa năng suất, vừa đẹp, mệt nhưng mà cực kỳ vui, làm hòa với nhau. Thỉnh thoảng, ô hay cuộc sống gia đình nó có cái đấy, nó có cái giận nhau, nhưng mà nhanh chóng làm hòa với nhau. Có bao giờ chúng con nghĩ mình là quà tặng vô giá của nhau? Quà tặng vô giá. Mình là quà tặng vô giá của nhau. Cái bài phúc âm hôm nay này, được lời lãi cả và thế gian mà mất mạng sống mình. Các con là mình của nhau đấy. Quê các bác nhỉ? Quê gọi nhau bằng mình đúng không? Mình ơi về ăn cơm. Ông chồng thường gọi mình ơi về ăn cơm. Thanh Thanh gọi Minh Thường mình ơi về ăn cơm. Đôi bên là mình của nhau. Mất mình là mất tất cả đấy chứ không đâu. Quà tặng vô giá. Mà đây không phải là quà tặng bình thường mà quà tặng vô giá. Nghĩa là không thể dùng tiền bạc mà mua được, mà người ta chỉ trả được bằng sự hy sinh cả con người của mình cho người mình yêu mà thôi. Hôm lễ tuần tam nhật vượt qua ở đây, tôi gặp cái anh. Anh dẫn hai đứa con đi viếng Đảng Thánh Giá. Tôi hỏi mẹ con đâu? Đứa con trả lời mẹ con mất rồi. Anh ấy thương vợ đến nỗi biết rằng không thể chữa được vợ. Anh bán nhà, bán cửa, bán tất cả mọi sự để cứu được vợ. Bởi vì đối với anh, vợ là vô giá. Nên tôi rất thích cái bài Đôi Dép của Thông Vi Vu. Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thầy thế cũng trở nên hụt hẫng. Dẫu quen nhiều nhưng người đi sẽ biết cái dép này chẳng phải một đôi đâu. Thay thế không gì thay thế được, là vô giá. Cha và mọi người đây cầu mong hai con cố gắng sống đạo tốt, năng lãnh nhận bí tích, chuyên chăm cầu nguyện, hiếu thảo với ông bà bố mẹ đôi bên, chịu khó làm việc thiện nữa. Con Thanh con châm cứu, thỉnh thoảng đi làm việc bác ái, châm cứu cho con ông bà già, xoa bóp cho ông bà già, làm việc thiện. Sống có trách nhiệm với nhau trong tình yêu Chúa. Không những chúng con hạnh phúc mà cuộc hôn nhân của chúng con sẽ là phúc lộc cho dành cho gia đình và gia tộc, cũng như giáo xứ và quê hương chúng ta. Cha cầu chúc và cầu mong các con được như vậy. Và giờ đây cha mời các con đứng lên để cùng cử hành nghi thức bí tích hôn phối của mình.